Ptinawat Obeenpha vì mục đích thương mại, hết giá trị lợi dụng, số phận sẽ giống thiên ân. Trước khi khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế dậy sóng vì thiên vị gà cương lộ liễu ở MGI 2022, Ptinawat và Enpha từng có thời gian lạnh nhạt, thậm chí vị chủ tịch này còn xích mích cãi nhau xích đồ mẻ tráng với fan ruột của nàng hậu. Đăng quang Miss Jane Thái Lan 2022, Enpha Quaraha nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ của khán giả. Cũng dễ hiểu khi trước đó cô đã là một gương mặt quen thuộc ở showbiz Thái, có lượng fan ổn định và chỗ đứng nhất định trong làng giải trí xứ Chù Vàng. Ngay lập tức, nàng hậu trở thành gà cưng của Ptinawat, chủ tịch cuộc thi Miss Jane International và người sáng lập Miss Jane Thái Lan. Sau đăng quang, Enpha cũng là người đẹp đem về doanh thu cực cao về cho tổ chức MCT. Bằng tên tuổi của mình, nàng hậu đã nhận về hàng loạt hợp đồng quảng cáo, liên tục xuất hiện tại các sự kiện hoạt động hết công suất để kiếm tiền về cho ông Nawat. Với lịch trình hoạt động dày đặc kể từ khi lên ngôi hoa hậu, Enpha dường như không có thời gian nghỉ ngơi và training chuẩn bị cho cuộc thi MGI 2022. FC của Enpha bắt đầu nhận ra những điều bất cập và lên tiếng chỉ trích Ptinawat vì đã để cho thần tượng của họ lúc nào cũng trong trạng thái làm việc. Cụ thể, vì lịch trình làm việc quá nặng, Enpha đã chủ động xin tổ chức Miss Jane Thái Lan nghỉ ngơi 3 ngày cho bản thân, tuy nhiên không được nhận hồi đáp. Các fan của cô bắt đầu tạo nên làn sóng phẫn nộ đến Ptinawat vì cho rằng ông đang bóc lột sức lao động của nàng hậu. FC của Enpha liên tục đẩy mạnh các hashtag trên các mạng xã hội để đòi lại công bằng cho nàng hậu, tạo ra phong trào unfollow đến Ptinawat. Đáp trả các fan Enpha, Ptinawat cũng không chịu ngồi yên mà đáp trả kịch liệt. Ông lên các phương tiện truyền thông liên tục bảo vệ hình ảnh cho bản thân và cuộc thi của mình. Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, Enpha đã từng phải livestream xin lỗi, giải thích và mong khán giả hãy hiểu và cảm thông cho Ptinawat. Ngoài ra, cô cũng xin lỗi đến tổ chức MCT và ngài chủ tịch vì những ồn ào không đáng có đã xảy ra. Khép lại mọi ồn ào, Enpha vẫn tiếp tục đảm nhận danh hiệu và lên đường dự thi Miss Jane International 2022. Trong cuộc thi, khán giả cũng thấy rất rõ sự thiên vị và cưng gà nhà của Ptinawat dành cho Enpha. Cô liên tục được truyền thông săn đón, xuất hiện hầu hết ở khắp các ống kính hậu trường trong cuộc thi, thậm chí còn được hẳn một bài đăng kêu gọi ủng hộ trên Facebook của Ptinawat. Những việc làm này được nhiều khán giả nhận xét rằng ngài chủ tịch đang cố lấy lòng là FC của Enpha sau những tranh cãi vừa qua. Kết thúc cuộc thi, Enpha căng đích vị trí Á hậu 1. Đây được xem là kết quả khá mỹ mãn đối với FC của nàng hậu. Sự gay gắt của các fan cũng giảm dần đối với Ptinawat. Bằng chứng là khi trở về quê nhà, ông Nawat và Enpha đã được đông đảo người hâm mộ chào đón và cổ vũ nồng nhiệt tại sân bay. Sắp tới đây, ông cũng đứng ra để bảo vệ Enpha trong vụ kiện tụng liên quan đến công ty quản lý cũ của nàng hậu. Hiện tại, Ptinawat đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến để giành phần thắng cho gà cưng của mình. Có thể thấy sự thành công của Enpha và những gì Ptinawat dành cho nàng hậu, thì mối quan hệ hiện tại của FC Á hậu 1 MGI 2022 và ngài chủ tịch đã phần nào bớt căng thẳng và không còn gay gắt như trước. Có thể thấy, Miss Jane là cuộc thi nhan sắc được xem là nhiều tai tiếng nhất trong năm 2022, từ phiên bản quốc tế đến các phiên bản quốc gia. Nguyên nhân chính dẫn đến những ồn ào này phần lớn đều xuất phát từ các chủ tịch cuộc thi. Là chủ tịch của cuộc thi Miss Jane International, Ptinawat đã có một mùa giải kỷ niệm 10 năm không thể bê bối hơn với đầy rẫy những tranh cãi sau cuộc thi. Nhiều khán giả còn nhận xét MGI 2022 là một rạp xiếc đúng nghĩa. Nhiều khán giả lại cho rằng Ptinawat là kiểu người thích tạo drama, nên drama là phương châm để ông phát triển cuộc thi và trở thành thứ giúp mọi người nhớ đến Miss Jane International nhiều hơn.